Welcome back. It's me again, Miss Thủy Tiếp Từ Top. Chào mừng em quay trở lại với kênh học tập tiếng Anh Thủy Tiếp Từ Top, lại là cô đây. Ở phần trước, cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phần thứ tư của các loại từ trong tiếng Anh, đó chính là gì nhỉ? Tính từ, ok, adjectives. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về trạng từ các em nhé, adverbs. So, what is adverb? Trạng từ là gì nào? Trạng từ trong tiếng Anh là từ được dùng để bổ sung thêm thông tin về đặc điểm, tính chất, hoàn cảnh cho động từ thường, cho một tính từ, một trạng từ khác, một mệnh đề hay là cả một câu. Nhưng ngoại trừ không bổ nghĩa cho đại từ và danh từ, được chưa nào? Cụ thể hơn thì trạng từ hay miêu tả cách thức như thế nào, khi nào, ở đâu, bằng cách nào và mức độ như thế nào của các sự vật hiện tượng xảy ra. Ví dụ, wow, tốt. Fully, hoàn toàn, quickly, nhanh chóng, manly, chủ yếu là easily, dễ dàng. Đây là một số cái trạng từ nhé. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vị trí và chức năng của trạng từ trong câu. Thứ nhất, trạng từ hay đứng sau động từ thường để bổ trợ ý nghĩa cho động từ đó. Trường hợp này thì trạng từ có thể đứng ở cuối câu. Ví dụ, Nam drives the car carelessly. Nam lái xe rất là bất cẩn. Như vậy, cái chữ bất cẩn này nó bổ sung ý nghĩa cho động từ lái xe. Lái như thế nào? Bất cẩn, ok. Một số trạng từ chỉ tần suất thì nó có thể đứng trước động từ thường và đứng sau động từ to be nhé. Ví dụ này, we often go to Vũng Tàu in the summertime. Chúng tôi thường đi Vũng Tàu vào mùa hè. Thì often là trạng từ chỉ tần suất, nó đứng trước động từ go, động từ thường. Tuy nhiên, nếu như là động từ to be thì trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng đằng sau. He's always late for school. Anh ấy luôn luôn đi học trễ. À, always đứng sau is nhé. Cái vị trí thứ hai là so với tính từ verb ID hoặc trạng từ khác thì trạng từ lại thường là đứng trước để làm gia tăng mức độ miêu tả và bổ trợ cho tính từ đó hoặc là cung cấp thêm thông tin cho động từ trước đó. Ok, ví dụ, it's a reasonable cheap restaurant and the food was extremely good. Đó là một nhà hàng rẻ, rất hợp lý và đồ ăn thì đặc biệt ngon. Đó, cô có trạng từ reasonably là bổ nghĩa cho chữ cheap, rẻ, hợp lý, được chưa? Rồi còn extremely, trạng từ này bổ nghĩa cho tính từ đi sau nó là good, là đặc biệt ngon. Trong ví dụ thứ hai thì Tom learns cooking terribly quickly. Tom học nấu ăn nhanh kinh khủng. Như vậy, học rất nhanh, quickly là bổ nghĩa cho learn và terribly là bổ nghĩa cho quickly. Nhanh như thế nào? Nhanh kinh khủng, được chưa? Và cả cụm từ nhanh kinh khủng này bổ nghĩa cho động từ thường learn, ok? Thứ ba là trạng từ sẽ đứng ở đầu câu để bổ nghĩa cho cả câu. Đó. Unfortunately, the restaurant was closed by the time I got there. Thật là không may, nhà hàng đã đóng cửa khi tôi tới đó. Như vậy thật không may này bổ nghĩa cho cả cái câu này. Được chưa? Trạng từ được phân loại như sau. Thứ nhất là trạng từ chỉ tần suất hay còn gọi là trạng từ chỉ sự thường xuyên đó các em, là diễn tả cái mức độ xảy ra và lặp lại của hành động và thông thường thì được dùng với câu hỏi how often, thường xuyên như thế nào. Ok, đây là một số trạng từ chỉ thường xuyên hay gặp nhé. Rồi, tiếp theo là trạng từ chỉ địa điểm, diễn tả nơi hành động xảy ra, thường là dùng với câu hỏi where, ở đâu, được chưa? Đây là một số trạng từ chỉ địa điểm hay gặp trong tiếng Anh. Và tiếp theo đó là trạng từ chỉ thời gian, diễn tả thời gian xảy ra hành động. Đương nhiên là câu hỏi với when, khi nào hoặc how long, là bao lâu rồi. Được chưa? Đây là một số trạng từ hay gặp chỉ thời gian. Thứ tư đó chính là trạng từ chỉ cách thức, manner. Đây cũng là loại trạng từ phổ biến nhất trong tiếng Anh. Đó chính là trạng từ thường có đuôi ly và dịch thêm chữ một cách vào các em nhé. Ví dụ này, angrily là một cách tức giận, accurately là một cách chính xác, bravely là một cách dũng cảm, tương tự như vậy. Trạng từ chỉ cách thức thì sẽ được đặt câu hỏi sử dụng how là như thế nào. Tiếp theo, trạng từ chỉ cấp độ, degree, là diễn tả mức độ của hành động đang được nhắc đến là nhiều, ít, rất nhiều, rất ít, cực kỳ nhiều, vân vân. Đó, đây là một số cái trạng từ chỉ cấp độ hay gặp. Tiếp theo đó là trạng từ chỉ số lượng, quantity, là chỉ số lượng ít hay nhiều của hành động đang xảy ra. Ví dụ như là just, only, simply, mainly, largely, generally, vân vân. Thứ bảy là trạng từ liên kết, relation, nhằm liên kết hai mệnh đề của một câu. Và đây là một số trạng từ liên kết hay gặp. Tiếp tục là trạng từ nghi vấn, questions, đương nhiên là sử dụng để hỏi. Ví dụ,
when, khi nào, where, ở đâu, why là tại sao, how là như thế nào, và một số trạng từ khác, ví dụ perhaps, maybe, surely, willingly, very well, of course, vân vân. Tiếp theo là trạng từ quan hệ, relative adverbs, thì dùng để nối hai mệnh đề chính và mệnh đề phụ, thay cho một trạng từ hoặc trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm hoặc lý do ở mệnh đề phụ nhé. Ok, như vậy chúng ta có mấy loại trạng từ? 9 loại, đúng không nào? Rồi, vậy thứ tự của các loại trạng từ trong một câu sẽ được sắp xếp như thế nào? Khi có nhiều trạng từ cùng xuất hiện trong một câu, chúng ta cần phải sắp xếp theo thứ ưu tiên trước đến sau như sau. Cách thức đến trước, sau đó tới địa điểm, tần suất, thời gian và mục đích cuối cùng. Ví dụ này, I run quickly down the road every 7 a.m. before school because I might miss the bus. Tôi chạy nhanh xuống đường mỗi 7 giờ sáng trước giờ học bởi vì tôi có thể bị trễ chuyến xe buýt. Trong câu này thì động từ thường là chạy, run. Tất cả các trạng từ khác đều đứng sau động từ thường để bổ nghĩa cho động từ thường này. Đầu tiên, quickly là trạng từ chỉ cách thức. Tiếp theo, down the road là trạng từ chỉ địa điểm. Every 7 a.m. là chỉ tần suất. Before school là trạng từ chỉ thời gian. Và because I might miss the bus là trạng từ chỉ mục đích. Đó, thì chúng ta đã được sắp xếp theo đúng thứ tự, ưu tiên trước đến sau. Phần thứ 5 là chúng ta tạo ra trạng từ bằng cách nào? Thì trạng từ thông thường được tạo ra bằng cách thêm đuôi ly vào sau một tính từ. Ví dụ, cô có tính từ careful là cẩn thận thì carefully sẽ dịch là một cách cẩn thận. Ok, quick, nhanh, quickly, một cách nhanh chóng. Thứ hai, nếu như tính từ có đuôi y dài rồi thì chúng ta sẽ chuyển đuôi y dài đó thành y ngắn và sau đó mới thêm ly để tạo ra trạng từ. Được chưa? Ví dụ, happy là hạnh phúc, tính từ đúng không? Thì happily là trạng từ một cách hạnh phúc. Thứ ba, đó là nếu như tính từ có đuôi x thì chúng ta sẽ thêm đuôi equally để tạo ra trạng từ. Ok, enthusiastic có nghĩa là nhiệt tình, một tính từ. Ok, thì trạng từ enthusiastically có nghĩa là một cách nhiệt tình nhé. Thứ tư, đó là nếu như tính từ có đuôi le hoặc ue thì chúng ta sẽ chuyển nguyên cả cái đuôi le hoặc ue này thành đuôi ly khi đổi qua trạng từ nhé. Ví dụ như là tính từ terrible nghĩa là kinh khủng đúng không? Cực kỳ, thì trạng từ sẽ là terribly. Ok, tính từ true có ue này được đổi thành truly, bỏ e đi thêm đuôi ly vào. Vậy, dấu hiệu nhận biết của trạng từ là luôn luôn có đuôi gì? Đuôi ly đúng không nào? Và thường là nếu bỏ đuôi ly này thì sẽ ra tính từ, được chưa? Tính từ cộng ly thì ra trạng từ, có ly là trạng từ, bỏ ly là tính từ. Ok, tuy nhiên em cần nhớ là có một số trạng từ mà sẽ không có đuôi ly nhé. Ví dụ như là well, very, often, never, hoặc là những cái trạng từ phía trước mà cô đã cho các em ghi rất là nhiều rồi. Ok, rồi cái lưu ý thứ hai đó là một số trạng từ có hình thức giống như tính từ, ví dụ early, fast, hard. Cái lưu ý tiếp theo đó là một số từ có đuôi ly nhưng không phải trạng từ. À, cái này sẽ dễ khiến các em bị sai này. Ví dụ friendly là thân thiện, tính từ nhá. Ugly, xấu xí, tính từ. Manly, nam tính. Lonely, cô đơn. Lovely, đáng yêu. Và silly, ngu ngốc. Đa số những từ này đều là tính từ cả. Và muốn sử dụng nó như trạng từ thì chúng ta đương nhiên là phải đưa về một cách khác, tức là sử dụng tính từ đứng trước trạng từ nhá. Ví dụ trong câu này, he spoke in a friendly way. Anh ấy nói một cách thân thiện. À, cũng dịch là một cách thân thiện nhưng mà không thể dùng một chữ friendly đúng không, mà phải là in a friendly way. Ok, friendly tính từ bổ nghĩa cho danh từ way. À, một số từ vừa là trạng từ vừa là tính từ tùy theo cách sử dụng trong câu. Ví dụ hourly là hàng giờ, daily hàng ngày, lightly hàng đêm, quickly hàng tuần, monthly hàng tháng, quarterly hàng quý và yearly hàng năm. Thì chúng ta cần phải linh hoạt cách sử dụng. Như vậy các em thấy là thông thường chúng ta hay gặp cái phân biệt giữa tính từ và trạng từ. Đây là hai cái hay gây nhầm lẫn nhất và người ta hay kiểm tra mình trong các bài kiểm tra. Cho nên trong bài tập vận dụng này thì cô cũng tập trung chủ yếu vào tính từ và trạng từ thôi các em nhé. Chúng ta cần nhớ đó là gì? Sau động từ to be sẽ là tính từ. Cái đây là cô có nguyên một video về tính từ rồi và các em mà xem rồi thì các em sẽ rất là nhớ đúng không nào? Còn sau động từ thường sẽ là trạng từ, được chưa? Sau be là tính từ, sau thường là trạng từ. Tuy nhiên, cẩn thận để bị lừa. Nếu như đằng trước có be, chưa chắc đằng sau là tính từ ngay đâu. Chúng ta phải quan sát phía sau. Nếu như phía sau nó có một tính từ rồi,
hoặc là verb ID hoặc là một trạng từ thì chui vào giữa nó sẽ là một trạng từ. Được chưa? Trạng từ chui vào giữa be, verb ID, tính từ hoặc trạng từ khác nha. Rồi ngoài ra thì sau một số động từ thường lại là tính từ, đó là những cái linking verb, động từ nối. Cái đây chúng ta xem lại cái phần thứ tư về tính từ nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái kiến thức này vào làm bài tập nào. Câu số 1, did là động từ thường, đương nhiên sau động từ thường là trạng từ. Nhưng mà đây có trạng từ rồi này. Ok, như vậy ở vị trí này cũng vẫn cần một trạng từ nhé. Trạng từ đứng trước một trạng từ khác để bổ nghĩa cho nó. Chưa, chúng ta sẽ chọn đáp án là really. Đuôi của trạng từ là đuôi ly. Ok, tôi đã làm cực kỳ tệ trong bài kiểm tra toán. Câu số 2, chúng ta thấy động từ phía trước là động từ be. Sau be sẽ cần một gì? Tính từ, đúng không? Phía sau này có tính từ chưa? Chưa này. Cho nên ở đây cần tính từ nhé. Đương nhiên là đáp án unlucky. Đây là đuôi của trạng từ rồi, phải không? Câu số 3, ta thấy phía trước có động từ to be, was, ok. Thì sau to be là tính từ, đúng không? Nhưng mà phải quan sát kỹ đằng sau nhé. Đằng sau hot là V3ED. Rồi như vậy chui vào giữa be và V3 thì nó sẽ là một trạng từ. Cho nên dễ dàng chọn đáp án seriously, ok. Anh ấy bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe. Câu số 4, động từ speak là động từ thường, cho nên cần một trạng từ để bổ nghĩa cho nó. Đương nhiên chọn softly, ok. Bạn nên nói nhẹ hơn. Câu số 5 cũng là động từ speak, nhưng phải quan sát cho kỹ nhé. Phía sau của nó có German là danh từ. Vậy thì chúng ta sẽ cần một tính từ để bổ nghĩa cho German này. Và cả cái tính từ và danh từ này tạo ra cụm danh từ để làm tân ngữ cho động từ speak. Được chưa nào? Chúng ta chọn đáp án perfect. Mẹ tôi nói một thứ tiếng Đức hoàn hảo. Đấy, nó bổ nghĩa cho tiếng Đức nhé. Câu số 6, động từ feels là một linking verb, động từ nối. Đây, cho nên sau nó là cộng tính từ. Đáp án là soft. Cái lông màu nâu này có cảm giác rất là mềm. Câu số 7, ta thấy phía trước có động từ dance là động từ thường, cho nên đương nhiên là cần một trạng từ bổ nghĩa cho nó, đúng không nào? Đáp án sẽ là wow, ok. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy khiêu vũ đẹp đến như thế. Câu số 8, động từ look nghĩa là trông có vẻ. Đương nhiên đây là một động từ linking, động từ nối, cho nên là sau đó cần một tính từ này. Chọn đáp án là sad, ok. Cậu bé trông khá là buồn. Nhưng mà ở phía dưới thì động từ sẽ là look at em nhé. Look at có nghĩa là nhìn. Nhìn ai đó thì nó không phải là động từ nối nữa mà nó là một động từ thường thôi. Cho nên chúng ta sẽ cần một trạng từ. Được chưa? Anh ấy nhìn tôi một cách buồn bã, sadly. Câu số 9 tương tự, ta thấy có hai động từ taste. Động từ taste số 1 nó có nghĩa là nếm. Tôi nếm cái súp này. Như vậy thì nếm không phải là động từ nối, cho nên nó là một động từ thường, cần một trạng từ. Carefully, nếm một cách cẩn thận. Nhưng mà nó có vị. Đấy, khi mà nó là động từ nối thì nó dịch là có vị nhé. It tastes thì sau đó cần một tính từ, cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là wonderful. Ok, congratulations. Như vậy là cô trò chúng ta vừa cùng nhau hoàn thành phần số 5 của các loại từ trong tiếng Anh, đó là về trạng từ. Chúng ta đã biết được về định nghĩa, phân loại, cách dùng, vị trí, chức năng, cũng như là nhận biết của trạng từ, cách thành lập trạng từ như thế nào, phân biệt thật kỹ trạng từ và tính từ để làm bài tập thật hiệu quả, đúng không nào? Hãy đón xem phần tiếp theo để cô sẽ tổng hợp tất cả các loại từ hay gặp trong tiếng Anh nhằm giúp chúng ta làm bài tập thật là hiệu quả nhé. Ok, it's time to say goodbye now. Bye bye and see you again in the next video.